quý vị, liên tục chương trình sau buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thành, ca khúc Buông Áo Em Ra, có phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Bích Ngọc. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Cực